Những ngày này, bà con nông dân huyện Nam Nông đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa. Vụ mùa năm nay, toàn huyện gieo cấy trên 1.200 ha lúa với các giống lúa lai như Z01, Z02, Thục Hưng 6, Thiên Nguyên Yêu. Theo đánh giá ban đầu, năng suất lúa vụ mùa năm nay đạt trên 53 tạ 1 ha, sản lượng ước đạt trên 6.000 tấn. Những diện tích lúa bị đổ và diện tích lúa ở vùng chiêm trũng đã được thu hoạch sớm. Hiện toàn huyện đã thu hoạch khoảng 30% diện tích. Ban chỉ đạo sản xuất huyện chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, phấn đấu sẽ hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 9, giải phóng đất, kịp thời bắt tay vào sản xuất cây trồng vụ đông, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.